Everace đã lấy một chiếc Porsche 911 thế hệ 964 cổ điển và biến nó thành một chiếc EV. Điều đó là vi phạm hay nó có thể là sự cứu rỗi của những chiếc xe cổ? Sẽ có lúc động cơ đốt trong trở thành cảnh hiếm gặp trên những con đường, tuy nhiên câu hỏi vẫn là chúng ta sẽ làm gì với tất cả những chiếc xe cổ điển vẫn còn tồn tại của những người đam mê cổ điển? Liệu họ có tập trung bụi trong các viện bảo tàng và nhà để xe tư nhân? Chỉ thỉnh thoảng được chạy lon ton ra cho buổi trình diễn để công chúng có thể trố mắt nhìn phương tiện giao thông của một thời đại đã qua? Hay liệu chúng có thể được cập nhật? Các tổ chức uống hydrocarbon của chúng bị rút ruột và được thay thế bằng các thiết bị điện tử chạy im lặng. Everace là một công ty đang cố gắng làm điều sau. Lấy một chiếc Porsche 911 thế hệ 964 và tháo toàn bộ hệ thống truyền động. Đối với một số người, có thể cảm thấy như bạn đang loại bỏ mọi thứ khiến 911 trở thành 911. Nhưng việc chuyển đổi này mang lại một số đặc quyền. Ngoài chất lượng rõ ràng là không có khí thải với ống xả giả, không kém, nó hiện có công suất nhiều mã lực và mô men xoắn hơn 911 GT3 mới nhất. Mặc dù tăng thêm sức nặng của pin, sự phân bổ trọng lượng rất giống, nếu không được cải thiện một chút so với 964.911 thông thường. Bản mod điện hóa này chắc chắn sẽ đánh bại bất kỳ phiên bản không chỉnh sửa nào của xe tài trợ ở giải kéo. Porsche 911 điện khí hóa của Everace để xem liệu trải nghiệm có giống với trải nghiệm lái nguyên bản hay không. Chia sẻ hữu ích nhé!